nhưng vẫn là quá lỗ mãng bất quá ai bảo khuynh địch là đệ tử thân truyền của mình lại còn là nghĩa từ đây cho nên mình chỉ có thể giúp hắn giải quyết tốt hậu quả đầu tiên là bảo đảm thân thế của bốn người trong sạch tuyệt đối không thể có bất kỳ liên quan đến các thế lực và tông môn khác cái phương diện này để cho lục phiến môn điều tra là có thể yên tâm bất quá tiếp theo chính là phải bảo đảm bốn người này sẽ không phản bội tông môn nhất là lạc tương tư kế thừa kim ô bái nhật quyết Bất quá còn tốt, dạng công pháp như kim ô bái nhật quyết ở tàng kinh điện vào thời điểm truyền công cũng sẽ rót vào cấm chế, làm như vậy sẽ bảo đảm công pháp không bị tiết lộ ra bên ngoài. Cho nên hẳn là không cần hoài nghi đến trình độ an toàn, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, vẫn nên điều tra một phen mới tốt, quan trọng nhất là. Khuyên địch đường đường là nam tử Hán, thế mà mang theo bốn nữ tử đi đến tàng kinh điện rút ra võ công có đẳng cấp cao. Mặc dù thiên phú của bốn nữ tử này cũng rất cao, nhưng cũng không thể làm như vậy nói dễ nghe một chút thì là chỉ cần có tài thì nâng nói khó nghe một chút chính là thấy sắc liền mờ mắt không được nhất định phải bảo hắn kiềm chế lại chẳng lẽ phải thực sự tìm cho khuynh địch một vị phu nhân hay sao đình thiên cường nghĩ tới lời nói của một lão nhân trong tông môn thấp giọng lầm bầm nói sau khi vội vội vàng vàng trở lại thủ tọa phong của bản thân trần khuynh địch liền lập tức lấy ra cuốn sách mà hắn lấy được ở bên trong bí cảnh thuần dương Tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của Tông Sư, chứa 45 bộ bài kiểm tra mô phỏng thực tế, phiên bản toàn thế giới. Hệ thống lập tức phân tích cuốn sách này cho ta. Trong đầu truyền đến thanh âm quen thuộc của hệ thống, sau đó nội dung của bản, tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của Tông Sư. liền giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của Trần Khuynh Địch, hơn nữa còn cấp tốc hóa thành ký ức khắc thật sâu ở trong đó. Có thể nói là coi như Trần Khuynh Địch muốn quên đi cũng không thể quên được hệ thống người hãy thành thật nói cho ta biết ngươi và vị thuần dương đạo tôn kia là có quan hệ như thế nào không có quan hệ hừ ngươi còn không chịu thành thật ta thế nhưng lại biết được thuần dương đạo tôn cũng là người xuyên việt còn là người từng có hệ thống hừ 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 trên khuôn mặt của trần khuynh địch lộ ra nụ cười vui sướng có một loại bí mật của hệ thống bị bản thân nhìn thấu bất quá hắn cũng đang suy tính sự tồn tại cùng với tác dụng của hệ thống ở trong lòng nếu như nói thuần dương đạo tôn lúc trước cũng là người có được hệ thống hơn nữa cũng là người xuyên việt đến từ trái đất vậy có phải hay không liền có thể cho rằng chỉ có người xuyên việt mới có thể thu được hệ thống tích hệ thống nhắc nhở mời ký chủ không cần tiếp tục tìm tòi bởi vì dù sao thì ngài cũng không thể đoán ra được coi như đoán được bổn hệ thống cũng sẽ không thừa nhận cho nên sẽ không có ích lợi gì trần khuynh địch được rồi loại chuyện này chờ đến khi thực lực của mình mạnh hơn sau đó mới tiến hành tìm tòi nghiên cứu là được, so với chuyện này, vẫn là bản. Tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của Tông Sư mà thuần dương đạo tôn lưu lại này quan trọng hơn. Thế nào hệ thống có thể trực tiếp truyền thụ tri thức trong quyển sách này cho ta hay không? Rất xin lỗi ký chủ, không thể. Trần Khuynh Địch kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói còn có sự tình mà hệ thống không làm được, trước kia hệ thống ngoại trừ việc khố bản thân hắn thì các phương diện khác đều có thể xưng là vạn năng, ngoại trừ muốn thu tiền thì trên cơ bản không có khuyết điểm gì. Nhưng vào lúc này nó lại còn nói không có cách nào đem trí thức trong sách trực tiếp truyền thụ cho hắn. Bổn hệ thống chỉ có thể cưỡng ép để cho ký chủ nhớ nội dung trong sách, còn tri thức cụ thể thì cần ký chủ phải tự mình nghiên cứu. Xem ra ý nghĩ dùng bàn tay vàng nắm vững, tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của tông sư, trong nháy mắt, sau đó trực tiếp trùng kích đến võ đạo tông sư đã tan vỡ. Được rồi, trên đường đi ta sẽ chậm chậm nghiên cứu cuốn sách này, bất quá còn có một chuyện trọng yếu, Trần Khuynh Địch tập trung lực chú ý lên bên trên phân phó trước đó của Ninh Thiên Cơ, tiến về tiêu thành Tây vực, chấp hành nhiệm vụ mà Lục Phiến môn ban bố, ai có thể làm ra thành tích thì người đó chính là trưởng giáo thuần dương cung đời tiếp theo, vốn dĩ dựa theo tính tình của Trần Khuynh Địch là căn bản không có khả năng đi làm loại chuyện này, bởi vì hắn đã nhận định Long Ngạo Thiên chính là vị nhân vật trình oán hận bản thân kia mà cùng tranh đoạt vị trí trưởng giáo với một vị nhân vật chính, đậu xanh rau má. Chỉ có đồ đần mới có thể làm loại chuyện này, đó rõ ràng là sự tình đi tìm đường chết. Nhưng rất là đáng tiếc. Tịch. Tuyên bố nhiệm vụ trình tuyến Nội dung nhiệm vụ, tiêu trừ nghi ngờ Nội dung nhiệm vụ, đạo môn xuất thế, bốn đại biên hoang có dị động, trung nguyên an giật gần trăm năm rút cục cũng nghênh đón một lần dung chuyển mới nhưng mà Đông Hải nhất mạch không tranh quyền thế, Bắc Nhung Thiên Quan không gì phá nổi, màn tộc thế lực đơn bạc sẽ không có cách nào đánh vỡ thế cục hòa bình bây giờ, chỉ có ra tay từ Tây vực. Bây giờ ba cỗ thế lực đã tiềm nhập vào trong Tiêu Thành, khiến cho tòa trọng trấn Tây vực này rơi vào trong nguy cơ, mời ký chủ điều tra rõ chân tướng trong đó, ngăn cơn sóng dữ. Bàn thưởng nhiệm vụ, một vạn hệ thống tệ. Trừng phạt nhiệm vụ, tùy ý lựa chọn một trong bốn người Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, thổ lộ tình cảm. Bởi vì đột nhiên xuất hiện loại nhiệm vụ chính tuyến này làm cho Trần Khuynh Địch không thể không tiếp nhận nhiệm vụ mà Ninh Thiên Cơ phân phó, cũng không thể không đi tranh đoạt vị trí trưởng giáo cùng với Long Ngạo Thiên. Cặp quỷ, vì sao lại tuyên bố loại nhiệm vụ này, hơn nữa loại trừng phạt nhiệm vụ này là đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù không phải là trừng phạt xóa bỏ đã phi thường tốt, nhưng mà tùy ý lựa chọn một trong bốn người Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên để thổ lộ tình cảm này là sao? trần khuynh địch bắt đầu huyễn tưởng ra hậu quả nếu như chính mình thực sự làm loại chuyện này dương xuân cái gì ta coi ngươi như là ca ca ngươi còn muốn nằm trên ta tuyệt giao trần tiêm tiêm ta coi ngươi là cừu địch người thế mà coi ta là lão bà đi chết đi lạc tương tư ta coi ngươi là cấp trên người lại muốn trèo lên người của ta cáo tử doanh phượng tiên ta coi ngươi là sư huynh người lại muốn ta coi ngươi là lão công hẹn gặp lại Vô luận chọn người nào đều chỉ có thể nhìn thấy tương lai hết sức u tối, mặc dù không phải là gạt bỏ bên trên vật lý, nhưng ở một trình độ nào đó cũng đã coi như là tử vong ở trên quan hệ xã hội. 2. Hệ thống thực sự là tàn nhẫn, bất quá nói đi cũng phải nói lại, nhiệm vụ đi dò xét tiêu thành lần này, bản thân thật đúng là có một chuyện nhất định phải làm. Ta phải mang theo Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, ông Phượng Tiên sư muội cũng phải mang theo, tốt rồi, Lạc sư muội cũng phải mang theo. Trần Khuynh Địch tự lẩm bẩm, có giáo huấn của Long Ngạo Thiên, hiện tại Trần Khuynh Địch đã lĩnh ngộ ra được một cái đạo lý, tuyệt đối không thể để cho nhân vật chính rời đi khỏi tầm mắt của mình, nếu không có trời mới biết vào thời điểm hắn rời đi bọn họ sẽ nhận được dạng tiến bộ gì. Lúc này mới qua bao lâu? Long Ngạo Thiên lập tức liền từ vai phụ trở thành nhân vật chính. Tốc độ tiến bộ thực lực càng là nhanh hơn ta, đáng giận. Rõ ràng ta mới là người có bàn tay vàng như hệ thống. Nói tóm lại, Bất kể là Dương Xuân, Trần Tiên Tiêm hay là Doanh Phượng Tiên, tất cả đều phải đi theo bên cạnh ta về phần Lạc Tương Tư, nói đùa. Lần này đi tiêu thành cũng không phải là đi đánh nhau, mà là đi điều tra chân tướng. Trần Khuynh Địch rất tự biết mình, lấy trí tuệ của bản thân 8, 9 phần 10 là sẽ không tra ra được thứ gì, lúc này liền cần một trợ thủ đắc lực để giúp bản thân, còn có ứng cử viên nào thích hợp hơn so với Lạc Tương Tư sao? Không có. Sau khi làm ra quyết định, vì thời gian đang gấp, trần khuynh địch lập tức lấy ra lệnh bài đưa tin phát một cái tin tức cho lạc tương tư trần tiêm tiêm dương xuân còn có doanh phượng tiên tổng môn để cho ta đi chấp hành một hạng nhiệm vụ có rảnh không gửi tin tức nha thật đơn giản là được rồi chỉ chốc lát sau trần khuynh địch liền nhận được hồi âm của bốn nữ dương xuân không có vấn đề bất quá đại ca ca vì sao lại mời ta trần tiêm tiêm được sư huynh chỉ mời ta thôi sao vì sao doanh phượng tiên được có thể giúp cho sư huynh mà nói ta cũng rất cao hứng bất quá chỉ có một mình ta thôi sao lạc tương tư nếu là nhiệm vụ rất trọng yếu ta ta cũng không phải là không thể đáp ứng nên đáp lại như thế nào a à, trần khuynh địch chỉ đắn đo trong chốc lát sau đó soạn ra một cái tin nhắn gửi cho cả bốn người thôi nào ta sẽ gặp rắc rối nếu không có muội làm người nhà vẫn nên thành thật một chút thì tốt hơn cứ nói ra cảm thụ của mình các nàng khẳng định sẽ lý giải được Trần Khuynh Địch thỏa mãn thu hồi lệnh bài, đột nhiên nghĩ đến một việc, sau đó rời khỏi thủ tọa phong, mà cùng lúc đó, bốn nữ. Hừ hừ hừ, hừ hừ hừ, ở phía dưới phi tiên nhai của thuần dương cung, ở trong một chỗ quân doanh được xây dựng lâm thời, truyền ra tiếng cười âm trầm mà không có ai nghe được. Rốt cục, trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, ta rốt cục đã khôi phục lại tu vi. Quỷ ảnh hít vào một hơi thật sâu, mặc dù là đang ở trong phòng giam âm u, nhưng lúc này hắn vẫn cảm nhận được sự tự do như cũ, không sai. Trải qua nhiều thời gian như vậy, lực lượng hao phí khi thi triển huyết độn trước đó rút cục cũng đã được hắn khôi phục lại một lần nữa, hiện tại chính là thời điểm mà hắn chạy ra khỏi lao tù. Trước đó để cho những người viêm Hàn Quốc này nuốt lại, bất quá chỉ là kế tạm thời mà thôi, hiện tại cũng không giống lấy tu vi của mình chỉ là một nhánh quân đội tạo thành từ võ giả cảnh giới hậu thiên hơn nữa chỉ có một ngàn người muốn đánh bại mình cũng là chuyện không thể nào càng đừng nói chi là mình chỉ muốn rời đi mà thôi tốt hiện tại mình sẽ rời khỏi cái địa phương quỷ quái này quỷ ảnh chậm rãi đứng dậy có một loại cảm giác vương giả trở về trước đó làm tiểu đệ ở dưới tay của thái tử hoành sương quá lâu lại gặp phải dạng đại lão như thiên tôn Thái Bình, còn có thiên trí kiêu tử dạng như Trần Khuynh Địch cùng với Tần Kiền Hoàng đã sớm để khiến cho hắn nhận phải áp lực to lớn. Hiện tại hắn muốn phát tiết một chút ở loại địa phương nhỏ viêm Hàn Quốc này. Đi đến phía trước nhà tù, quỷ ảnh đặt hai tay lên ngưỡng cửa phòng giam, mỉm cười. Ha ha. Loại ngưỡng cửa này cũng muốn ngăn cản ta, mở, soạt soạt, ngưỡng cửa của phòng giam lập tức phát ra một tràng tiếng vang lành lành, nhưng khiến cho quỷ ảnh cảm thấy ngoài ý muốn là, cái cửa phòng giam nhìn như yếu ớt này, thế mà không bị bản thân hắn trực tiếp xé ra. Mở, 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 liên tục dùng sức, cuối cùng thậm chí còn trực tiếp bạo phát ra cương khí của bản thân, quỷ ảnh cuối cùng mới thật không dễ dàng xé cái cửa phòng giam yếu ớt này ra. Thẳng đến khi đi ra khỏi phòng giam, quỷ ảnh mới xem như là thở dài một hơi, cặp quỷ, kém chút còn cho rằng bản thân không đi ra được. Còn may, còn may, mặc dù quá trình có một chút hút chiết, nhưng kết quả cũng không thay đổi. Tiếp theo liền để cho bản thân nghênh ngang giết ra khỏi nhà giam, để cho đám binh sĩ viêm Hàn Quốc thể nghiệm một lần cái gì gọi là cường giả. Quỷ ảnh nhanh chân đi tới cửa ra vào nhà giam, sau đó trực tiếp dùng một cước đạp bay cửa nhà giam. Tự do. Ta muốn tự do ta nhất định phải chạy đi quả nhiên là người nhà rất đáng tiếc khiến cho quỷ ảnh tuyệt vọng là một giây sau quang mang vàng óng liền phô thiên cái địa mà tới hóa thành một tòa cửu trọng kim tháp buông xuống hùng hăng đập vào trên lưng của hắn trực tiếp đánh hắn ngã ngay tại chỗ còn may là hắn phản ứng nhanh lấy tay chống được lên mặt đất bằng không thì khuôn mặt của hắn bây giờ đã chảy xước ta hẳn là không tính sai người hắn là người cùng một bọn với thái tử hoành dương không ta không phải ta không có. Người đừng có nói mò, quỷ ảnh không có một chút do dự mà nói ra, khắp khuôn mặt đều là vẻ mặt vô tội ngươi đã nghĩ sai về ta. Nói bậy, cái gương mặt này rõ ràng chính là... Hục! Sớm biết vậy lúc trước liền đổi một khuôn mặt khác. Chủ quan rồi, quỷ ảnh nghi thầm. Thực sự, mặc dù trước đó ta là thuộc hạ của Thái tử Điện Hạ, không đúng là thuộc hạ của tên tiện nhân Hoành Sương kia, nhưng hiện tại ta đã cải tà quy chính, trở thành một người tự do. Ồ, Trần Khuynh Địch ngây ngẩn nhìn quỷ ảnh đã bị hắn trấn áp, trước đó hắn một mực không chú ý, người mặc đồ đen này nhìn qua cũng không phải là rất già, không qua 30 tuổi, bất quá lại có bộ dáng tương đối nhát gan, không có một chút cốt khí nào mà võ giả nên có, tràn đầy khí chất tiểu nhân vật, nhưng hắn tại sao lại ở chỗ này? Người đã phản bội thái tử Hoành Dương. Phản bội, quỷ ảnh sững sờ, sau đó giống như là gà con mổ thóc điên cuồng gật đầu, nói, đúng đúng đúng. Người nói đúng thái tử hoành dương chỉ biết bản thân chạy trốn một mình bỏ ta ở lại thậm chí ta còn bởi vì vậy mà bị bắt vào trong nhà giam nhận hết tra tấn cùng với cực khổ ta làm sao có thể không phản bội hắn ngày xưa đợi ở trong phòng giam hèn mọn như run dế ta liền phát hệ là ta không đội trời chung với tên tiện nhân hoành dương kia cho nên vị đại hiệp này hãy tha cho ta một mạng xoa cả một cái trong lòng của trần khuynh địch đột nhiên sinh một cái ý nghĩ to gan người tên gì vị đại hiệp này, gọi ta quỷ ảnh là được rồi. Quỷ ảnh nói. Quỷ ảnh sao? Ừm, rất tốt. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, lộ ra nụ cười sán lạn. Ngày mai hắn liền phải đi theo Hoàng Thu Sinh đến tiêu thành Tây Vực, chấp hành nhiệm vụ của lục phiến môn, còn có nhiệm vụ chính tuyến của hệ thống. Bất quá nói đến cùng kỳ thật chính là một cái nhiệm vụ điều tra hiện trạng ở bên trong tiêu thành, xem thử dương nhiệt đại chu có khả năng tồn tại ở tiêu thành hay không. Đã như vậy, một người từng theo hầu thái tử hoành dương không phải sẽ đưa đến tác dụng rất lớn hay sao ta thực sự là một thiên tài vị đại hiệp này trần đại hiệp quỷ ảnh cẩn thận từng ly từng tí nói ra không biết vì sao hắn luôn cảm thấy ánh mắt của trần khuynh địch nhìn bản thân vô cùng hèn mọn khiến cho toàn thân của hắn đều nổi da gà quỷ ảnh à hít hà giọng nói ôn hòa của trần khuynh địch khiến cho quỷ ảnh hít vào một ngụm khí lạnh nếu như ngươi đã có lòng cải tà quy chính, vậy thì ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Quỷ ảnh cẩn thận xét lại thế cục một cái, sau đó lộ ra vẻ mặt đắng chát cật cật đầu, nói, có thể xuất lực cho đại hiệp, là vinh hạnh của tiểu nhân. Tốt! Xã hội bây giờ, chính là thiếu khuyết dạng người phúc hậu như ngươi, còn có giác ngộ của người thành thật. Quỷ ảnh nhìn khuôn mặt cười sán lạn của Trần Khuynh Địch, hận không thể đánh lên một quyền. Ở phía dưới phi tiên nhai, tất cả mọi người sắp lên đường đã tập kết lại. Bất quá cùng so sánh với Long Ngạo Thiên cô đơn trước bóng, ở bên người Trần Khuynh Địch lại có tới bốn bóng người, ba người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm. Doanh Phượng Tiên đầu tiên là cùng nhìn nhau một cái, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ thất vọng rõ ràng, tiếp đó lại nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Khi nhìn thấy ở phía sau lưng của Trần Khuynh Địch còn có một người đi theo, ánh mắt của ba nữ trong nháy mắt liền trở nên sắc bén lên ngay cả lạc tương tư một mực lộ ra bộ dáng ta chỉ là thuận tiện tới cũng đều lộ ra mấy phần biểu lộ dò xét sau khi nhìn thấy người ở phía sau là một nam tử bốn nữ lại cùng nhau nhẹ nhàng thở ra sau đó lộ ra nụ cười sán lạn sư huynh đại ca ca ô a à, các muội tới thật nhanh đúng rồi đúng rồi giới thiệu cho các muội một chút vị này là quỷ ảnh các muội hẳn là cũng đã từng thấy qua nhiệm vụ lần này còn phải nhờ vào hắn đấy ha 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 Trần Khuynh Địch đầu tiên là cười một tiếng đối với đám người lạc tương tư, sau đó lập tức nghiêng người cho quỷ ảnh lộ diện, vừa giới thiệu vừa sảng khoái vỗ vào bà vai của quỷ ảnh, nói ra, mà quỷ ảnh thì nắm hai bàn tay với nhau, lộ ra vẻ mặt ta là một người lương thiện, sau khi nhìn thấy bốn nữ thì cúi đầu chào một cái, nói, đại phu nhân tốt, nhị phu nhân tốt, tam phu nhân tốt, tứ phu nhân tốt. À, bốn nữ cùng nhau chấn động, vô thức nhìn về phía Trần Khuynh Địch, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, vị quỷ ảnh này dường như là dùng phương thức truyền âm, cho nên Trần Khuynh Địch cũng không nghe thấy, điểm này khiến cho Dương Xuân, doanh phượng tiên còn có Trần Tiêm Tiêm cảm thấy có một chút đáng tiếc, bất quá, người này vẫn là rất lệ phép nha. Hoàn nghênh nhiệt liệt quỷ ảnh tiên sinh gia nhập. Mọi người cùng nhau cố gắng lên. Khủ khủ. Hừ, phu nhân cái gì chứ? Người đừng nói lung tung, chỉ có lạc tương tư là lộ ra vẻ mặt bất mãn nói ra quỷ ảnh vừa cung kính đáp lời với bốn nữ vừa vận chuyển nguyên thần khổ sở nhìn ấn ký ở trong đầu đó là lạc ấn khắc sâu vào nguyên thần của hắn hoặc nói là cấm chế hơn nữa còn không phải là cấm chế bình thường mà là một loại cấm chế linh hồn phi thường ác độc ngã sinh nghĩ tử đại hồn cấm tên như ý nghĩa loại cấm chế này một khi in dấu ấn lên như vậy thì người thi thuật cùng với người bị thi thuật sẽ đồng sinh cộng tử nhưng chỉ là đồng sinh cộng tử đơn phương nói một cách khác trần khuynh địch là người thi thuật quỷ ảnh là người bị thi thuật như vậy thì nếu như trần khuynh địch chết rồi quỷ ảnh cũng sẽ chết theo mà nếu như quỷ ảnh chết rồi trần khuynh địch ngay cả một cọng tóc cũng không bị sao còn lấy được công lực suốt đời của quỷ ảnh cùng với ký ức võ đạo từ đó sống một cuộc sống vô cùng vui vẻ quá ác độc đúng không cũng chính là bởi vì cái cấm chế này quỷ ảnh mới bị ép đi theo trần khuynh địch hơn nữa còn đáp ứng trợ giúp hắn đương nhiên cấm chế linh hồn cũng là có thể giải trừ chỉ cần tu vi của bản thân cao hơn so với người thi thuật là được như vậy phải xem người thi thuật là ai, Trần Khuỳnh Địch, thiền kiêu trẻ tuổi hiện tại của Thuần Dương Cung, có tu vi hợp đạo tôn giả, mạnh hơn quỷ ảnh không biết bao nhiêu, lấy thiên phú, tu vi cùng với nội tình của quỷ ảnh, còn muốn vượt qua Trần Khuỳnh Địch, không bằng đâm đầu vào đậu hụ chết cho rồi. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Thu Sinh cùng với Long Thiên Tứ cũng xuất hiện ở phía dưới phi tiên nhai, mà Ninh Thiên Cơ thì không hề lộ diện. Đã chuẩn bị xong rồi à, Hoàng Thu Sinh ngạc nhiên nhìn hai người Trần Khuynh Địch cùng với Long Ngạo Thiên, hai người này thực sự là một người cực đoan, một người cô đơn trước bóng, xem ra chính là loại người cô tịch, mà một người khác thì được mỹ nữ vần quanh, nhưng không biết vì sao lại lộ ra vẻ mặt như ăn phải mực đắng, bất quá Trần Khuynh Địch mang theo nhiều người như vậy. Hoàng tổng bộ đầu cứ yên tâm, người mà Khuynh Địch mang theo đã được trưởng giáo xét duyệt qua. Phải không? Hoàng Thu Sinh gật đầu một cái, nếu như ngay cả Ninh Thiên Cơ cũng cảm thấy không thành vấn đề, vậy thì hắn cũng sẽ không lo chuyện bao đồng. Đúng lúc này, ở bên ngoài phi tiên nhai đột nhiên truyền đến một tràng tiếng nổ vang, ngay sau đó liền có một cỗ năng lượng chấn động to lớn như sóng biển ập vào mặt, vén mây tán xương. Cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người, rõ ràng là một quả khinh khí cầu cỡ nhỏ, mà ở bên trên khinh khí cầu, có một đạo thân ảnh mặc quan phục đứng thẳng đón gió chỉ thấy sau khi khinh khí cầu tiếp cận phi tiên nhai đạo thân ảnh kia liền trực tiếp thả người nhảy xuống triển lộ ra khí tức của bản thân vậy mà cũng là hợp đạo tôn giả xin chào tổng bộ đầu sau khi nhìn thấy người tới trên mặt của hoàng thu sinh cũng lộ ra một nụ cười giới thiệu cho mọi người một chút vị này cũng là thần bộ của lục phiến môn chúng ta tên là truy phong lần này nhiệm vụ mà các vị chấp hành chính là do truy phong lĩnh đội truy phong hai vị này đều là đệ tử thuần dương cung về sau cũng là đồng liêu của ngươi. Vâng, đại nhân, truy phong thần bộ nhìn Trần Khuynh Địch cùng với Long Ngạo Thiên một chút, lông mày hơi nhíu lại, bất quá liền khôi phục lại như bình thường, cũng chắp tay về phía hai người, nhưng có vẻ cũng không quá thân cần. Cái này cũng khó trách, đối với dạng thần bộ lão làng như truy phong thần bộ mà nói, Long Ngạo Thiên cùng với Trần Khuynh Địch không thể nghi ngờ đều là tiểu bối. Cho dù là hai người bọn hắn có tu vi cao hơn, thực lực có mạnh hơn nữa, bất kể là tư lịch hay là năng lực, đều xa xa không xứng với vị trí thần bộ lục phiến môn. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người bọn hắn lại chính là thần bộ. Cái này làm sao có thể khiến cho trong lòng của Truy Phong cảm thấy thoải mái. Hoàng Thu Sinh hiển nhiên là cũng nhìn ra điểm này, bí mật truyền âm nói, Truy Phong. Một sự dò gì nhỏ sẽ làm chim tàu chiến lớn, lần này hợp tác cùng với thuần dương cung là do thánh thượng tự mình hạ chỉ ta hy vọng tâm tình của ngươi sẽ không làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa triều đình cùng với thuần dương cung nếu không thì đến lúc đó ta cũng sẽ không thể bảo vệ được ngươi đã hiểu chưa sau khi tiến hành cảnh cáo ngư khí của hoàng thu sinh cũng trở nên bình thản ngươi cũng không cần phải không cam tâm đây dù sao cũng chỉ là một lần hợp tác lần này thả ra ngoài hai cái vị trí thần bộ cũng chính là một cái chức không mà thôi nhiều nhất là chỉ có thể mượn dùng mạng lưới tình báo của lục phiến môn về phần những bộ phận khác quyền lợi của hai người bọn hắn đều kém ngươi xa tích tắp. Hoàng Thu Sinh vừa nói như thế, thần sắc của Truy Phong cũng tốt lên không ít, mà Hoàng Thu Sinh thấy vậy cũng hài lòng gật gật đầu. Như vậy, chúng ta sẽ lập tức lên đường. Ngạo Thiên, Khuynh Địch, không nên để cho trưởng giáo cùng với ta thất vọng. Vâng, nói xong, đám người liền nhảy lên khinh khí cầu, lấy một tốc độ nhanh nhất chạy tới Tây Vực. Hà hà, nhìn khinh khí cầu bay xa, Hoàng Thu Sinh đột nhiên cười một tiếng, Tây Vực nhiều người nhiều miệng, vì tránh làm tiết lộ thân phận, sau khi đi đến Tây Vực, khinh khí cầu sẽ đáp xuống tại một gò núi nhỏ cách vạn lý liên doanh Tây Vực mười mấy dặm. Sau đó sẽ âm thầm thực hiện kế hoạch, ngụy trang thành một nhánh thương đội đi từ Trung Nguyên đến Tiêu Thành. Ở trên đường đi, Trần Khuynh Địch cũng chủ động lôi kéo làm quen cùng với Truy Phong. Truy Phong đại nhân, ta muốn hỏi một vài việc. Truy Phong thần bộ thấy Trần Khuynh Địch khách khí như vậy, ngay cả hai chữ đại nhân cũng gọi ra miệng, sắc mặt cũng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, đáp lời rất khách khí không biết ngươi muốn hỏi cái gì, thương đội đi vào thành cũng không bị làm khó dễ, thủ đoạn ngụy trang của lục phiến môn vẫn là vô cùng kiệt xuất. Đám người Trần Khuynh Địch chính là mượn danh tính của một tiểu thương hội ở bên trong tiêu thành, đương nhiên, cái tiểu thương hội kia vốn chính là sản nghiệp của lục phiến môn, cho nên rất thuận lợi liền thông qua được vệ binh ở cửa thành. Sau khi đi vào cửa thành, đám người cũng không dừng lại, trực tiếp đi đến phương hướng ngự thú trai. Ngự thú trai nằm ở góc tây nam tiêu thành, tương đối vắng vẻ, bất quá cũng chính vì như thế, mới có đầy đủ không gian để cho ngự thú trai chăn nuôi phi cầm. Bất quá vào lúc này toàn bộ ngự thú trai đều bị dán lên mấy tờ giấy niêm phong, cho dù là một bóng người cũng đều không có, ở bên trên giấy niêm phong còn được khắc chữ của lục phiến môn. Sau khi xảy ra chuyện, phân bộ lục phiến môn tiêu thành liền lập tức hành động, niêm phong toàn bộ ngự thú trai, đây cũng là vì để cam đoan hiện trường được giữ hoàn hảo, chúng ta hãy đi vào đi. Trước đó ta đã thông chi cho người lục phiến môn thanh ly dấu vết, hành tung của chúng ta hẳn là cũng sẽ không bị phát hiện. Ở dưới sự hướng dẫn của truy phong, đoàn người Trần Khuynh Địch liền trực tiếp đi vào bên trong ngự thú trai. Vừa vào cửa, vô luận là truy phong hay là Trần Khuynh Địch, thậm chí là bốn nữ cùng với quỷ ảnh ở phía sau, đều là nhíu mày. Không có gì khác, bởi vì ở bên trong cái ngự thú trai này thật sự là quá thảm. Vết máu khô đen ở khắp nơi, trên tường, trên trần nhà, trên mặt đất, khắp nơi đều có hơn nữa còn có dấu vết kịch chiến, nhưng lại phi thường rối loạn, vết kiếm, trị ấn, quyền ấn, trưởng ấn, dấu hẳn, có thể thấy được vị mật thám kia hẳn là đã kịch chiến với hung thủ một phen, cuối cùng mới bị giết. Trong hành lang ngự thú trai thì là dùng phần trắng vẽ ra một cái hình người, hiển nhiên chính là vị trí mà vị mật thám kia chết. Căn cứ theo tư liệu, toàn thân cao thấp của vị mật thám này có tổng cộng 34 vết thương, bất quá vết thương dẫn tới cái chết hẳn là cổ họng, bị một kiếm đâm xuyên có thể thấy được hung thủ hẳn là một kiếm khách. Mặt khác, trong những ngày này phân bộ lục phiến môn của Tiêu Thành đã điều tra cẩn thận, còn phát hiện ra một chút. truy phóng móc ra một phần hồ sơ không biết từ nơi nào, vừa đi vừa nói ra, vị mật thám này dường như là bị huyết y lâu ám sát mà chết. Huyết y lâu Ông là một thế lực thích khách đột nhiên quật khởi ở Tiêu Thành vào một năm trước, không có nơi ở chắc chắn, thậm chí là cũng không có cả cả trụ sở lẫn phân bộ thẳng đến hai tháng trước bọn hắn mới thành lập một tòa trụ sở, bởi vì đó là một tòa nhà màu đỏ máu, cho nên mới được mọi người gọi là huyết y lâu. Nghe nói cái thế lực này một khi xuất thủ ám sát, cơ hồ tất cả đều là thành công, cho đến nay chỉ thất bại một lần, cho nên kỳ thật ở tiêu thành vẫn có tên tuổi rất lớn. Chỉ thất bại một lần, thất bại lần nào, truy phong liếc nhìn Trần Khuynh Địch, tiếp tục nói, ám sát gia chủ tiêu gia dứt lời trùy phong liền đưa một phần hồ sơ cho trần khuynh địch đây là tư liệu có quan hệ đến tiêu gia ở tiêu thành người tự xem một chút đi vị gia chủ tiêu gia kia cũng có tu vi phản hư hợp đạo hơn nữa thành danh đã lâu kết quả ở dưới sự ám sát của huyết y lâu cũng đã mất nửa cái mạng trần khuynh địch liếc nhìn hồ sơ rậm rạp chẳng chịt quyết đoán đóng nó lại nói nói như vậy huyết y lâu rất có thể chính là ma giáo tây vực hoặc là thế lực của tàn dư đại chu xác thực là như thế sau khi điều tra xong nơi này chúng ta cũng có thể âm thầm đi nghe ngóng huyết y lâu truy phong thần bộ thu hồi hồ sơ nhìn trần khuynh địch cùng với đám người ở phía sau hắn đột nhiên cười một tiếng hỏi các vị có muốn cùng điều tra một phen hay không đương nhiên không đợi trần khuynh địch mở miệng bốn nữ dương xuân lạc tương tư doanh phượng tiên cùng với trần tiêm tiêm liền lên tiếng đáp lời lộ ra bộ dáng không kịp chờ đợi mà Long Ngạo Thiên thì cũng yên lặng đi tới một chỗ ngóc ngách trong đại sảnh, nhìn vết máu trên tường giống như có điều suy nghĩ, chỉ còn lại có một mình Trần Khuynh Địch là đứng nguyên tại chỗ. Làm sao bây giờ, hắn vốn dĩ muốn nói là không muốn, nhưng nói ra bây giờ chẳng phải là sẽ rất xấu hổ. Trần Khuynh Địch liếc nhìn chung quanh, Dương Xuân cùng với Long Ngạo Thiên vẫn đang nhìn vết máu trên tường, lộ ra bộ dáng ngưng thần suy nghĩ. Còn Trần Tiêm Tiêm thì đang cẩn thận đọc hồ sơ mà Truy Phong đưa cho, Lạc Tương Tư thì đang đếm kỹ đủ loại dấu vết ở trong phòng, sau đó nhắm mắt lại không biết đang làm gì. Ngay cả Doanh Phượng Tiên cũng đang làm trợ thủ giúp đỡ cho ba người khác. Trần Khuynh Địch chớp chớp mắt, cuối cùng hướng ánh mắt lên trên người của Quỷ Ảnh. Quỷ Ảnh. Quỷ Ảnh nhìn Trần Khuynh Địch đột nhiên tiến lên nắm chặt tay của mình, bị dọa đến mức xém chút nữa hét lên, giống như thiểm điện rút bàn tay của mình ra. Đại nhân. Quỷ Ảnh à, Người cũng thấy đó, mọi người đều đã đi lục soát, hai chúng ta cũng không có việc gì làm, hãy đi tìm một chỗ để nghỉ ngơi đi. Hả? Thần sắc của quỷ ảnh động lại, nói, thật xin lỗi đại nhân, kỳ thật ta cũng rất có hứng thú đối với vụ án này, chỉ là ngài chưa phân phó cho nên ta chưa dám đi. Có thể để cho ta đi xem xét một chút được không? Nhìn biểu lộ kinh ngạc của Trần Khuynh Địch, quỷ ảnh không tự chủ được lùi lại một bước. Đi thôi, đi thôi. Ách à, vâng nhìn bóng lưng quỷ ảnh rời đi trần khuynh địch yên lặng đi ra khỏi ngự thú trai sau đó ngây ngần trong hai phút đồng hồ ôi ta là ai ta đang ở đâu và ta đang làm gì cả trong nháy mắt trần khuynh địch tỉnh ngộ lại giống như là thể hồ quán đỉnh nếu trai chủ ngự thú trai vị mật thám lục phiến môn kia là bị người của huyết y lâu ám sát vậy ta liền trực tiếp đi tìm người của huyết y lâu bắt bọn hắn rồi thẩm vấn không phải là xong hay sao ta nhớ được cái thế lực này không phải là có trụ sở ở tiêu thành hay sao ta quá thông minh đến đó một chuyến thôi, thế là Trần Khuynh Địch vui vẻ rời đi khỏi ngự thù trai. Tiểu Thành cũng được coi là cổ thành có lịch sử văn hóa lâu đời ở Tây Vực, có khoảng chừng hơn 400 năm lịch sử. Cho nên cho dù đã được sửa sang, đại đa số kiến trúc trong nội thành Tiêu Thành đều có mấy phần cụ kỹ, mang theo nét quyến rũ lịch sử nồng đậm, bất quá vào hai tháng trước, đã xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Chuyện ngoài ý muốn này chính là huyết y lâu. Cái thế lực huyết y lâu này kỳ thật đã xuất hiện vào một năm trước, bất quá lúc đó nó cũng không có một cái danh tự xác định nào. Chỉ dùng một cái khẩu hiệu lấy tiền của người thì giúp người tiêu tai, sau đó bởi vì xác suất ám sát thành công cực cao, hơn nữa còn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lúc này mới dần dần có danh khí ở bên trong tiêu thành. Nhưng chân chính khiến cho cái thế lực này nhảy lên trở thành cự đầu ở tiêu thành lại là ở vào hai tháng trước. Hai tháng trước, vào một đêm trăng tròn, lâu chủ huyết y lâu chui vào trọng địa tiêu gia, ám sát gia chủ tiêu gia hiện tại. Tiêu Nguyên Thần, sau khi đánh cho đối phương trọng thương liền nghi ngang rời đi, cho thấy tu vi phản hư hợp đạo kinh người của bản thân cũng chính là bắt đầu từ ngày đó. Địa vị bá chủ của tiêu gia ở tiêu thành trước kia cũng bị dao động. Sau đến đó, huyết y lâu từ trước cho tới nay đều không có trụ sở cố định, rốt cục cũng hiện thân. Mà ở phía tây tiêu thành cũng xuất hiện một tòa lầu cao 9 tầng được chế tạo bằng tinh thiết màu đỏ máu, xem như là trụ sở của huyết y lâu sánh vai cùng với tiêu gia ở phía đông huyết y lâu cũng bởi vì vậy mà chính thức đi vào trong tầm mắt của tất cả các thế lực trong tiêu thành bất quá bất đồng cùng với các thế lực khác chính là tòa huyết y lâu này ở dưới phần lớn tình huống đều là đóng chặt cửa lớn không có người đi vào cũng không có người đi ra mà nếu như có người muốn muốn ám sát ai mà nói chỉ cần âm thầm phái người đem mục tiêu cùng với tư liệu nhét vào trong cửa chính của huyết y lâu là được loại quy củ đặc này biệt cũng làm cho huyết y lâu nhiều hơn một phần cảm giác thần bí ở trong mắt của người khác đồng dạng bởi vì hung danh của huyết y lâu khu phố đặt trụ sở của huyết y lâu cũng trở thành một khu phố ma không có người nào dám ngủ lại ở địa phương này có quỷ mới biết rõ những người kia có giảng đạo lý hay không có thể hay không vào ngày nào đó bọn hắn đi ra ngoài nhìn câu đối trên cửa nhà mình không vừa mắt sau đó liền đi vào cắt đầu mình bất quá hiện tại trên khu phố ma này lại đột nhiên xuất hiện nhiều hơn một thanh niên nam tử mặc áo trắng nam tử nhanh chân đi vào đầu phố nhìn chung quanh, cuối cùng dùng ánh mắt khóa chặt vào một tòa nhà màu đỏ máu ở trên đường phố. Sau đó hắn vô cùng lễ phép đi tới, đưa tay gõ gõ vào cửa chính của tòa nhà. Xin chào, có ai không? Mở cửa ra. Kiểm tra đồng hồ nước. Xin chào, ta là nhân viên chuyển phát nhanh. Mẹ nó. Người đâu, Trần Khuynh Địch đập một quyền lên bên trên cửa chính của huyết y lâu, cự lực rồi rào chút xuống trong nháy mắt, trong lúc nhất thời toàn bộ tòa nhà đều chấn động trong chốc lát ngay tiếp theo mặt đất ở dưới chân cũng xuất hiện mấy đạo vết dạn nhỏ xíu, bất quá huyết y lâu vẫn sừng sững như cũ, cũng không có bất kỳ dấu hiệu ngã xuống nào, đồng dạng, cũng không có dấu hiệu ai đi ra. Kỳ quái, như vậy cũng không ra, chẳng lẽ bọn hắn đã đi ra ngoài làm việc hết rồi, Trần Khuynh Địch ngạc nhiên mà thu tay lại, trong tư liệu mà hắn lấy được. Huyết y lâu thế nhưng là một cái thế lực phi thường bá đạo và cường thế, chính hắn cũng đã đập cửa chính, tại sao lại không có ai đi ra ta cũng không tin, Trần Khuynh Địch không cam tâm, hắn thật vất vả mới tìm được một ít chuyện để làm, sao có thể cứ bỏ giờ nửa chừng như vậy. Lùi lại hai bước, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu. Hô, trong nháy mắt, Phật quang sông lên thiên không, cơ hồ chiếu sáng hơn phân nửa khu phố, ở bên trong quang ảnh, một đạo thân ảnh cưỡi voi trắng. uy nghiêm như kim cương la hán đi ra từ bên trong hư không, trên dưới toàn thân đều chảy xuôi một cỗ lực lượng kinh khủng, nhưng chỉ đứng ở bên trái Trần Khuynh Địch, mà ở bên phải Trần Khuynh Địch, thì là một cỗ pháp tướng Phật Đà chắp tay trước ngực, toàn thân hiện lên lưu ly vàng óng, chỉ là đứng ở nơi đó, thì đã có một loại khí thế bất động bất hủ đập vào mặt. Đại uy thiên long là hán quyền, đại uy thiên long là hán. Trượng lục kim thân, bất động thích già như lai. Hai cỗ pháp tướng của hai môn thần công luyện thể đại lôi âm tự được Trần Khuynh Địch thi triển ra hoàn toàn, Trần Khuynh Địch giơ hai tay lên, tay trái là đại uy thiên long là hán tay phải là bất động thích già như lai, hai tay đụng vào nhau trên không trung một cái, hai cỗ pháp tướng Phật môn cứ như vậy đan vào một chỗ trong nháy mắt, vang lên tiếng sấm nổ ầm ầm. Phật quang lóa mắt đến cực hạn, cuối cùng thậm chí còn hóa thành một đoàn quang diễm chập chờn trên không trung, mà ở bên trong quang diễm có một con voi trắng hiện ra. Voi trắng đứng bên trên một đóa hoa sen, mà ở trên voi trắng, Như Lai có diện mạo trang nghiêm chậm rãi hiện lên, đây là ý cảnh kết hợp đại uy thiên long la hán cùng với bất động thích gia Như Lai mà ở trong nháy mắt cỗ pháp tướng này đàn sinh, vô lượng quang minh ở trong cơ thể của Trần Khuynh Địch cũng tự mình vận chuyển, từng đạo từng đạo kim quang gia trì lên bên trên pháp tướng, khiến cho pháp tướng càng thêm linh động, cũng càng thêm to lớn, che khuất bầu trời, phẳng phất như một tòa núi nhỏ vậy, phối hợp với Phật hòa cháy hương hực, dường như có thể trấn áp tất cả tà ma. Mở cho ta, Trần Khuynh Địch dùng hai tay chống lên trời, pháp tướng vô lượng quang như lai ở trên đỉnh đầu cũng chấn động theo sau đó phật quang rơi xuống cả tòa quang ảnh như lai cứ như vậy hung hăng đập vào bên trên huyết y lâu trong lúc nhất thời kinh thiên động địa toàn bộ khu phố đều xuất hiện từng đạo từng đạo khe hở đáng sợ lực lượng chấn động khổng lồ thậm chí còn làm liên lụy gần phân nửa tiêu thành trong lúc nhất thời có không ít thế lực đều phát giác ra được dị động ở phương hướng huyết y lâu mà ở huyết y lâu phủ cuối cùng cũng hoàn thành trần khuynh địch lau mồ hôi lộ ra một nụ cười vui sướng mà ở trước mặt của hắn, tòa nhà được tạo thành từ tinh thiết đỏ máu thì nứt ra từ chính giữa, sau đó chậm rãi sụp đổ, ngã âm ầm xuống mặt đất. huyện Y Lâu đã bị hắn san bằng. Vậy cũng không có ai đi ra, xem ra thực sự là đi ra bên ngoài làm việc, trách không được lại có thể quật khởi nhanh như vậy, ban ngày cũng đi ám sát, thật là chuyên nghiệp. Trần Khuynh Địch nhìn khu phố vẫn không có một bóng người như cũ, bất đắc dĩ thở dài, xem ra lần này đi đến đây là công cốc. Được rồi, trở về thôi. Ai ấy? không đợi trần khuynh địch xoay người lại bên trong tòa nhà đỏ máu bị san bằng trước đó đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm kinh sợ sau đó có một đạo khí tức từ yếu ớt cho đến cường thịnh lấy một tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng lên là ai ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên mang theo tà khí nồng nặc cuối cùng hóa thành một đạo bóng người màu đỏ rơi vào chính giữa đường phố chỉ thấy đối phương mặc trường bào màu đỏ ngòm trên mặt mang một bộ mặt nạ ác quỷ mặt xanh nanh vàng làm cho người ta không nhìn thấy biểu lộ khí tức toàn thân cao thấp bành trường hết sức nhậm nhiên là một vị hợp đạo tôn giả bất quá vị hợp đạo tôn giả này trong giọng nói lúc này lại lộ ra sự hết sức tức giận có trời mới biết đây là có chuyện gì bản thân hắn đang bế quan thật tốt ở trong huyết y lâu chuẩn bị luyện hóa một góc huyết linh lung mà hắn phí hết tâm tư mới lấy được cách đây không lâu từ đó tiến thêm một bước chiết xuất cường khí cơ hội đột phá võ đạo tông sư trong tương lai lại có thể nhiều hơn mấy phần, vốn hắn còn cho rằng đây là một chuyện thật tốt, nhưng đang luyện hóa, thì nhà sập. Phải biết rằng điểm trọng yếu nhất khi luyện hóa huyết linh lung chính là không thể bị ai quấy dày, nếu không dược lực tán loạn, công hiệu chiết xuất sẽ lập tức giảm đi hơn phần nửa. Vì hợp đạo tôn giả này tự cho là huyết y lâu hết sức kiên cố, ngoại trừ hợp đạo tôn giả thì căn bản không có ai có thể tùy tiện dao động, cho nên ở trong huyết y lâu là vô cùng an toàn tí nữa ta sẽ tiêu diệt cái tên xây huyết y lâu. Xây nhà gì mà yếu như bún? Thực sự là suối quẩy. Ta, 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 ta. Hả, thanh âm chuyển tới từ bên tai khiến cho vị hợp đạo tôn giả này sững sờ, sau đó nhìn về phía phương hướng bên phải. Ta cái gì mà ta? Không phải là ngươi mới hỏi ai hủy cái tòa nhà này là ta. Trần Khuynh Địch vô cùng vui sướng nói ra. Lâu chủ huyết y lâu, vừa rồi hắn hỏi là ai làm, chỉ là phát tiết một chút tâm tình nóng này mà thôi. Trên thực tế hắn cũng không cho rằng ở bên trong tiêu thành còn có người dám động thủ động cước đối với huyết y lâu của hắn. Chỉ cho là tòa nhà này lúc trước vào thời điểm xây dựng không được chuẩn bị tốt, kết quả là bị sập. Không ngờ được thế mà thực sự có người to gan như vậy. Người đã phá hủy, lâu chủ huyết y lâu nhìn về mặt hưng phấn của Trần Khuynh Địch, lộ ra sự hoài nghi chính là cái tên tiểu tử trẻ tuổi này đã phá hủy huyết y lâu, không phải là kẻ đần chạy tới từ nơi nào đó chứ. Đúng, đúng, đúng là ta. Trần Khuynh Địch nhìn lâu chủ huyết y lâu, rất có một loại cảm giác thỏa mãn tim mòn gót dày mà không thấy, có được chẳng tốn chút công lao, mở miệng nói, lúc trước có phải là ngươi đã giết trai chủ ngự thu trai hay không? Hả? Được rồi, dù sao cũng đều là do người của huyết y lâu các ngươi động thủ, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta chính là hảo huynh đệ của trai chủ ngự thu trai. Năm đó kết nghĩa cùng với hắn ở trong vườn đào, phát hệ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Không đúng, chỉ có sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Lâu chủ huyết y lâu. Kẻ ngu này đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn vẫn không rõ tình cảnh của mình hay sao? Ở trước mặt ngươi, thế nhưng là lâu chủ của huyết y lâu. Hợp đạo tôn giả, cách đây mấy tháng còn đột nhập vào tiêu gia sau đó trở về, trọng thương gia chủ tiêu gia đương thời, có thể xưng là một trong những võ giả cự đầu ở tiêu thành tiểu bối trẻ tuổi giống như ngươi, đụng phải ta chính là không run lẩy bẩy thì cũng sẽ chạy mất dép, làm gì có ai tùy ý giống như ngươi. Nói tóm lại, ta và trai chủ ngự thú trai thế nhưng là huynh đệ vô cùng tốt mà ngươi lại phái người giết hắn. Cho nên, không có cho nên gì hết, ngươi hãy đi cùng với ta một chuyến. Trần Khuynh Địch nhìn lâu chủ huyết y lâu, nhai răng cười một tiếng, hàm răng trắng ngoạn sáng chói ở dưới ánh mặt trời, sau đó hắn liền xuất thủ. ầm ầm. Một quyền đấm ra, mang theo quyền ý gia trì, chờ đến thời điểm lâu chủ huyết y lâu kịp phản ứng, Trần Khuynh Địch đã áp sát rất gần hắn, nắm đấm, mu bàn tay, khuỷu tay, đầu gối, bắp chân, đùi, bả vai, các bộ vị trên toàn thân cao thấp nhìn như vô hại, vào thời khắc này đều hóa thành hung khí giết người, bát cực quyền, mãnh hổ ngạnh ba sơn. Một chuỗi công kích giống như mưa rông gió bão trong nháy mắt bao phủ hoàn toàn thân ảnh của lâu chủ huyết y lâu, vô số đòn công kích rơi lên trên người của hắn, trực tiếp phá vỡ cương khí hộ thể đánh vào trong cơ thể của hắn. Công kích bất thình lình của Trần Khuynh Địch cho dù là lấy lực phản ứng của lâu chủ huyết y lâu cũng căn bản là không kịp làm gì, trực tiếp bị đánh phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá phản ứng của hắn cũng rất nhanh, máu tươi phun ra trên không trung biến hóa, vậy mà diễn hóa thành một lưỡi kiếm đậm máu chém về phía Trần Khuynh Địch, tượng ép cắt đứt chuỗi công kích mãnh hổ ngạnh ba sơn. Sau khi nghiêng người lui lại này tránh lưỡi kiếm đậm máu, Trần Khuynh Địch cũng không cho lâu chủ huyết y lâu có thời gian thở dốc, hai chân nặng nề đạp lên mặt đất dẫm nát cạch xanh đồng thời cả người cũng xông về đối phương lần thứ hai, tới. Đáng chết, sắc mặt của lâu chủ huyết y lâu trở nên tái xanh, cũng biết là bản thân đã quá mức khinh địch. Hít vào một hơi thật sâu, lâu chủ huyết y lâu không lùi mà tiến tới, ở dưới một lần hít vào này, thiên địa nguyên khí trong mấy chục thước bốn phía đều bị hắn hút vào trong bụng. Sau đó hóa thành một đạo huyết quang thê lương âm âm nổ tung, quang diễm sôi trào hóa thành một vòng quang hoàn khuếch tán ra, muốn đẩy lui trần khuynh địch, đại pháp thiên ma huyết luyện ở trên một con đường nhỏ ở ngoài khu phố Ma, Truy Phong Thần Bộ cùng với Long Ngạo Thiên đứng ở trên nóc nhà của một quán rượu, ngắm nhìn về phương hướng huyết y lâu. Cũng tận mắt nhìn thấy chiến đấu giữa Trần Khuynh Địch cùng với lâu chủ huyết y lâu. Sau khi nhìn thấy lâu chủ huyết y lâu thi triển ra võ công, Truy Phong Thần Bộ là người có phản ứng đầu tiên. Quả nhiên là người của ma giáo Tây Vực, Đại Pháp Thiên Ma huyết luyện cũng không phải là ma công bình thường. Nói đến đây, Truy Phong Thần Bộ nhìn thoáng qua Long Ngạo Thiên, dường như có ý riêng, bất quá lòng ngạo thiên lại lắc đầu nói loại trình độ này không thể đánh bại được trần khuynh địch hả lời còn chưa dứt chiến trường ở khu phố nơi xa đã xảy ra cải biến đứng ở bên trong quang diễm màu đỏ máu trần khuynh địch giơ hai tay lên trời thì chuyển ra đại uy thiên long la hán quyền cùng với trượng lục kim thân lần thứ hai cả hai lấy vô lượng quang minh quyết làm hạch tâm ngưng tụ ra pháp tướng hóa thành một cỗ pháp tướng vô lượng quang như lai to lớn giữa thiên địa phật quang vàng óng bài xích toàn bộ huyết diễm ra bên ngoài một bên là Phật quang mênh mông như biển, một bên là huyết diễm ngập trời, ở dưới sự xung đột kịch liệt của hai người, toàn bộ khu phố cũng bị ảnh hưởng, hơn 10 tòa phòng ở gần đó sụp đổ. Đại địa cũng bắt đầu rạn nứt, nhất là ở địa phương mà Trần Khuynh Địch đứng, ở dưới tác dụng của đại pháp thiên ma huyết luyện thậm chí là đã bị hòa tan hết, chỉ còn lại có một chỗ để đặt chân. Không nghĩ tới, ở bên trong tiêu thành thế mà lại sinh ra một võ giả như ngươi. Lâu chủ huyết y lâu vừa duy trì đại pháp thiên ma huyết luyện, vừa dùng sắc mặt tái xanh mà nhìn Trần Khuynh Địch, trẻ tuổi như vậy lại có tu vi phản hư hợp đạo, chẳng lẽ, phẳng phất như nghĩ tới điều gì, sát khí ở trong mắt của lâu chủ huyết y lâu càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Đi chết đi, huyết quang tăng vọt, trong lúc nhất thời đạo tiêu ma trướng, muốn triệt để nuốt hết Trần Khuynh Địch cùng với vô lượng quang như lai ở sau lưng hắn. Người cũng quá coi thường ta rồi, Trần Khuynh Địch nhìn lâu chủ huyết y lâu, ở trên mặt không có một chút bối rối nào mặc dù không thể không thừa nhận tu vi của lâu chủ huyết y lâu còn cao hơn so với bên trong tưởng tượng của hắn nhưng còn xa xa chưa đạt đến trình độ khiến cho hắn thúc thủ vô sách mặc dù đồng dạng đều là hợp đạo tôn giả nhưng tu vi của lâu chủ huyết y lâu cũng đã đi đến cuối cái cảnh giới này khoảng cách so với võ đạo tông sư cũng chỉ là kém một cơ hội mà thôi lúc này mới có thể đánh cùng với trần khuynh địch thành như vậy lại tăng thêm loại võ công ma đạo đại pháp thiên ma huyết luyện này rõ ràng là có tính khắc chế đối với công pháp luyện thể trần khuynh địch hít vào một hơi thật sâu sau đó bắt đầu thôi động lực lượng khí huyết trong cơ thể triệt khí huyết ra thành từng hạt sau đó sắp xếp dựa theo một cái phương vị hoàn toàn mới bằng bàng. đột nhiên khuôn mặt của lâu chủ huyết y lâu biến sắc bởi vì hắn từ trên người của trần khuynh địch nghe được một tiếng kiếm reo tiếng kiếm reo thanh thúy càng lúc càng lớn đến cuối cùng thậm chí còn vang vọng trên trời dưới đất tiếp đó có một cỗ kiếm khí ngập trời rũ xuống từ trên trời điều này sao có thể sắc mặt của lâu chủ huyết y lâu hoàn toàn thay đổi lúc trước hắn rõ ràng đã phát hiện ra trần khuynh địch là võ giả thể tu một võ giả thể tu chỉ có thể sử dụng lực lượng khí huyết vì cái gì lại đột nhiên thi triển ra kiếm khí đáng sợ như vậy phải biết rằng kiếm khí chính là độc quyền của võ giả khí tu võ giả thể tu sẽ không có cách nào thi triển ra kiếm khí mới đúng lấy cảnh giới của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, bên trong kiếm khí mà Trần Khuynh Địch bộc phát ra lúc này không có bất kỳ ý cảnh nào, nhưng quang mang ở bên trên cổ kiếm khí kia lại sắc bén đến mức đáng sợ. Một vòng kiếm quang chợt hiện, liền trực tiếp xé ra huyết diễm do đại pháp Thiên Ma huyết luyện tạo thành, nhắm thẳng vào lâu chủ huyết y lâu. Sao nào, có kinh hỉ hay không, có cảm thấy ngoài ý muốn hay không, Trần Khuynh Địch cười lạnh nói, trong đầu hồi tưởng lại thành quả của bản thân trong khoảng thời gian học tập này tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của Tông Sư, chứa 45 bộ bài kiểm tra mô phỏng thực tế, phiên bản toàn thế giới, bàn về công thức cùng với thao tác chuyển đổi cương khí, khí huyết, nguyên thần trong thực tế, bàn về lực phá hoại cùng với cường độ sắc bén của kiếm khí do cương khí chấn động với tốc độ cao sinh ra. Đã biết sự đáng sợ của văn hóa hay chưa, kiếm khí xuyên qua trời cao, trong nháy mắt xé rách áo bào đỏ trên người của lâu chủ huyết y lâu, bảo giáp hộ thể lấp loái quang mang nhưng ở dưới kiếm khí sắc bén lại giống như là giấy vậy, chỉ trong chớp mắt liền nổ tung ầm ầm, trong một chớp mắt, kiếm khí liền vọt vào trong cơ thể của lâu chủ huyết y lâu. Huyết quang sụp đổ, thân thể của lâu chủ huyết y lâu càng là vỡ vụn trong nháy mắt này, hóa thành huyết quang đầy trời, hạt tung tóe ở trên đường phố. Chết rồi sao, toàn thân của lâu chủ huyết y lâu nổ tung, huyết quang hắt ra tung tóe nhuộm khu phố thành màu đỏ, nhưng Trần Khuynh Địch lại nhíu mày bởi vì xúc cảm do kiếm khí truyền đến khiến cho hắn cảm thấy có một chút kỳ quái huống chi hắn vốn là không muốn giết người chỉ muốn bắt sống nhưng bản thân của lâu chủ huyết y lâu lại nổ tung huyết quang tứ tán thân thể của lâu chủ huyết y lâu như ẩn như hiện ở bên trong huyết quang khác biệt cùng với bộ dáng khí thế bừng bừng trước đó lúc này hắn lộ ra vẻ hết sức yếu ớt sắc mặt tái nhật đáng sợ bất quá khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là trên dưới toàn thân của hắn vậy mà không có một chút xíu vết thương nào không có một chút dấu vết ngoại thương nào. Hà hà! Còn may, còn may, không chết thì tốt. Trần Khuynh Địch khoái trá bước đi về phía trước, cũng không hề để ý đến trạng thái của lâu chủ huyết y lâu, bất quá lâu chủ huyết y lâu lại không chịu nổi. Hắn hung giữ chừng mắt nhìn Trần Khuynh Địch, sau đó liền xông ra ngoài khu phố trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch vừa định xuất thủ chặn đường. Bất quá sau khi nhìn thấy bóng người đứng ở ngoài đầu phố, liền mạnh mẽ dừng bước. À, hỏng bếp thân hình của lâu chủ huyết y lâu nhanh như điện, nhìn thấy Trần Khuynh Địch cũng không có đuổi theo, càng là cắn răng thôi động cương khí, mặt thấy đã sắp xông ra khỏi khu phố. Lại thấy được một đạo thân ảnh áo đen, cầm trong tay một chuôi trường đao mang vỏ đứng ở nơi đó, nhìn qua cô đơn trước bóng, phảng phất như chỉ là một võ giả cô độc lưu lạc. Cuộc ngày, lâu chủ huyết y lâu mắt không chớp mắt một cái nào, trực tiếp vung tay về phía đạo thân ảnh áo đen, muốn quật ngã hắn sang một bên mà đối mặt với công kích của lâu chủ huyết y lâu, thân ảnh áo đen hơi hơi cúi người, tay trái cầm đao, tay phải nắm chặt chuôi đao, lặng lặng nhìn thân ảnh của lâu chủ huyết y lâu tiếp cận, thẳng đến trong nháy mắt lâu chủ huyết y lâu vọt tới trong vòng 10 bước, xuất đao. Khác biệt cùng với Trần Khuynh Địch khi xuất thủ Phật Quang khắp nơi, trong nháy mắt Long Ngạo Thiên xuất đao, liền tản ra ma khí ngập trời, giống như thượng cổ ma thần chùa trường đao chìm nổi ở bên trong ma khí ở trong mắt của lâu chủ huyết y lâu chùa trường đao này không thể nghi ngờ là đang chém về phía cổ họng của hắn nhưng hết lần này tới lần khác hắn trốn không thoát thấy rõ đao thấy rõ phương hướng của đao nhưng chính là trốn không thoát ma khí ngập trời phong tỏa không gian phong tỏa thời gian rõ ràng là tốc độ trường đao chém xuống hết sức chậm chạp nhưng mặc kệ lâu chủ huyết y lâu liều mạng hoạt động thân thể như thế nào thân thể chính là không ngay sai khiến, hoặc có lẽ là tốc độ di động của thân thể so với tốc độ trường đao chém xuống chậm hơn vô số lần. Ở trong một thời gian ngắn ngủi, lâu chủ huyết y lâu chỉ có thể tận mắt nhìn thấy lưỡi đao của Long Ngạo Thiên chém vào cổ của chính mình, sau đó dần dần rót vào da thịt của chính mình, lại sau đó, tầm mắt của lâu chủ huyết y lâu liền triệt để rơi vào bóng tối, bị đầu lâu rơi xuống đất, Long Ngạo Thiên chậm rãi thu đao vào vỏ, sắc mặt có một chút tái nhợt, trong mắt càng là lóe lên một tia không cam lòng vẫn là quá yếu. Trần Khuynh Địch nhanh chân đi về phía Long Ngạo Thiên, khắp khuôn mặt đều là nụ cười hòa ái nịnh nọt nhân vật chính, đồng thời còn lén lén liếc đầu lâu của lâu chủ huyết y lâu trên đất một cái, nhếch nhếch miệng, không hổ là nhân vật chính, chỉ cần một đao liền có thể chặt đầu của nhân vật phản diện, Trần Khuynh Địch sờ lên cổ, cảm thấy có một chút mát mẻ.